bạn thân mến, để một sản phẩm được ưa chuộng ở trên thị trường thì nó phải đảm bảo được các yếu tố như là kiểu dáng ưa nhìn, chất lượng ổn định và giá cả phải chăng. Tương tự như vậy thì với mức thu nhập của đại đa số người Việt Nam, những mẫu đồng hồ có giá dưới 10 triệu đồng sẽ dễ dàng được lựa chọn hơn là những mẫu đồng hồ có giá cao. Thế nhưng theo một số liệu thống kê thì 5 mẫu đồng hồ sau đây của thương hiệu Tissot với giá trên 20 triệu đồng vẫn đạt được mức doanh thu cao trong năm 2018. Và trong video này thì Ngọc Mai sẽ giới thiệu đến cho các bạn các mẫu sản phẩm theo giá từ thấp nhất đến cao nhất. Và bây giờ các bạn hãy cùng với Ngọc Mai theo dõi xem 5 mẫu sản phẩm trên là gì nhé. Đầu tiên là chiếc Tissot Open Heart T063-907-160-0800. Tissot Tradition Powermatic 80 Open Heart thuộc bộ sưu tập Tradition lừng danh, được vận hành bởi bộ máy Powermatic 80 đình đám của Tissot. Đây là dòng đồng hồ đáng mơ ước với mức giá không quá đắt. Powermatic 80 là cỗ máy in-house của Tissot, có thời gian dự trữ năng lượng lên đến 80 giờ và độ chính xác cao hơn đàn anh ETA 28242. Đặc điểm chính của dòng đồng hồ Powermatic 80 Open Heart chính là Open Heart khoe rõ bộ máy vận hành trên mặt đồng hồ. Tissot chọn vị trí ngày 12 giờ để thể hiện những nét đẹp nhất trong cỗ máy của hãng. Điểm cộng cho thiết kế của dòng đồng hồ này chính là sự đơn giản, dễ đeo và dễ kết hợp với nhiều cách ăn mặc khác nhau. Chiếm được nhiều tình cảm nhờ sự thiết kế tôn lên vẻ đẹp bộ máy của chiếc đồng hồ. Nghiễm nhiên, Tissot Tradition Powermatic 80 Open Heart thu hút được rất nhiều sự chú ý và đạt được doanh số khủng. Chiếc đồng hồ này có giá khoảng 20 triệu đồng. Thứ hai là chiếc Tissot T097-407-260-5300. Mỗi thương hiệu đồng hồ đều có một bộ sưu tập nổi bật, tôn lên tiêu chí của thương hiệu đó. Với Tissot, bộ sưu tập gắn liền với tuổi đời và truyền thống của hãng chính là T-Classic. Kế thừa phong cách thiết kế đơn thuần truyền thống, T-Classic sở hữu mặt số tối giản, thổi làn hơi cổ điển và quý phái ở những chữ số La Mã trên mặt đồng hồ. Nhẹ nhàng và tinh tế là những từ cảm thán cho tổng thể dòng đồng hồ T-Classic này. Trên mặt đồng hồ, những đường vân ghi lết vừa toát lên sự lịch lãm lại vừa cổ điển. Mẫu đồng hồ này dễ phối hợp trang phục, dễ mặc và dễ đeo ở những môi trường hoàn toàn khác nhau. Dù là bộ vest tông sang trọng hay những chiếc áo sơ mi quần jean đơn thuần, thì chiếc T-Classic này cũng khiến nó trông hài hòa và trở nên sành điệu hơn. Mẫu đồng hồ này có giá khoảng 22 triệu đồng. Thứ ba là mẫu Tissot T086-407-160-3100, cũng thuộc bộ sưu tập T-Classic lịch lãm cổ điển, nhưng chiếc đồng hồ này có sự giao hòa với sự hiện đại tinh tế. Mặt số thiết kế đơn tối giản, lấy điểm nhấn là những vạch số kim loại in nổi, tiệp màu với mặt số. Sở hữu mặt kính sapphire phản quang, chống trầy xước, đây là một trong những loại kính tốt nhất thế giới hiện nay với sự sáng bóng, sang trọng, khả năng chống trầy xước hoàn hảo. Cùng với đó, khả năng phản quang của loại kính này còn giúp giảm luồng nhiệt dư thừa, độ sáng chói, cân bằng những ánh sáng thông thường. Họa tiết Gilles không hiện diện trên mặt số mà nằm ở hai bên viền benzen, tạo nên cái nhìn ấn tượng ở góc nghiêng. Sản phẩm này có giá khoảng 23 triệu đồng. Thứ tư là chiếc T035-627-160-3100. Thông thường trong các sản phẩm của mình, hãng luôn dành vị trí 12 giờ để hiển thị tên thương hiệu. Thế nhưng trong mẫu này nói riêng và bộ sưu tập Couturier nói chung thì tên hãng lại được tách bạch trong mặt số thứ tư, bao gồm luôn tính năng lịch ngày. Đây là một cách thiết kế rất mới, đem lại sự cân xứng cho toàn bộ mặt số. Trong số những mẫu đồng hồ cơ Chronograph thì đây là mẫu có thiết kế rất đơn giản, gọn gàng nhất. Mặt đồng hồ chỉ gồm trọn vẹn 12 cọc số thiết kế khỏe khoắn, khắc nổi theo hiệu ứng bắt sáng và tối. Bên cạnh đó, sự đặc biệt trong thiết kế của mẫu đồng hồ này còn nằm ở cách phối màu bắt mắt, thiết kế lộ đáy một phần. Phiên bản sử dụng màu sắc rất nhã nhặn, sự kết hợp đơn giản giữa vỏ thép, mặt số màu bạc với dây da nâu dập vân cá sấu tinh xảo được thiết kế ôm sát mặt số. Đây là chi tiết rất khó chế tác công nghiệp. Ngoài ra, bên dưới dây còn lót sẵn một lớp hút ẩm có thể loại bỏ được mùi khó chịu khi bị dính nước hoặc ra mồ hôi ở vị trí đeo đồng hồ. Với kích thước mặt số lớn 43mm cùng độ dày lên đến 14,84mm, đây là size được thiết kế dành riêng cho những người có cổ tay lớn, mang lại sự thoải mái hoàn hảo, hòa chung với phong cách đậm chất thể thao, năng động của phái mạnh. Với tất cả những nét cuốn hút trên, chiếc Couturier Automatic Chronograph này xứng đáng là mẫu đồng hồ thể thao lý tưởng của những chàng trai hiện đại. Sản phẩm này có giá khoảng 25 triệu đồng. Chiếc cuối cùng là T926-410-760-4100. Theo quan niệm của cả phương Đông lẫn phương Tây, vàng là biểu tượng của sự cao quý, gắn liền với hoàng gia, giới quý tộc. Có lẽ vậy mà Tissot đã đặt tên sản phẩm này là Excellent, sản phẩm đặc biệt của hãng thuộc dòng T-Gold, dành riêng để giới thiệu những mẫu đồng hồ sử dụng vỏ bằng chất liệu vàng khối 18K cao cấp nguyên chất tới 75%.
Đặc biệt, toàn bộ vỏ được hoàn thiện bóng dạng gương, tăng thêm sự sang trọng và tinh tế cho đồng hồ. Mặt sau của phiên bản là một khoảng không gian được thiết kế theo dạng đáy kính, với họa tiết hoa văn đồng tâm vô cùng bắt mắt. Chiếc Excellent này mang thiết kế chuẩn mực của một dress watch truyền thống với bộ kim Dolphin siêu mảnh được vát cạnh để tăng khả năng bắt sáng. Các cọc số đơn giản cũng được hoàn thiện bóng bẫy trùng sắc vàng hồng với kim và vỏ để nổi bật khi kết hợp cùng mặt số xanh thẫm đầy vẻ huyền bí. Logo Tissot và năm thành lập thương hiệu nằm trang trọng ở góc 12 giờ. Trong khi đó, thiết kế vành uốn cong và siêu mỏng gợi nhớ đến ngôn ngữ thiết kế của dòng sản phẩm đình đám Tradition. Quả thật là rất ấn tượng và đáng để cân nhắc trong tầm giá khoảng 60 triệu. Mỗi mẫu đồng hồ đều có một giá trị và đặc điểm riêng của nó, và chúng ta không có thể phán xét được là nó đắt hay là rẻ, tùy thuộc vào cảm nhận của mỗi người. Với người cần giá trị của chiếc đồng hồ này thì sẽ cảm thấy là nó hợp lý, và ngược lại người không cần thì sẽ cảm thấy là nó bất hợp lý. Riêng với ý kiến của bạn thì bạn cảm thấy 5 chiếc đồng hồ này như thế nào, và nếu như bạn có điều kiện thì bạn sẽ lựa chọn mẫu đồng hồ nào? Hãy chia sẻ phần comment bên dưới cho Ngọc Mai nhé. Còn bây giờ thì Ngọc Mai xin chào và hẹn gặp lại.